Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Hội An 28 tháng 3 năm 1975, 28 tháng 3 năm 2023 và 15 năm thành phố Hội An 2008-2023, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cửa Đại, Cẩm An và xã Tân Hiệp đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật các đồng chí trong đội công tác K4 xã Cẩm An. Những đồng chí trực tiếp lãnh đạo gắn bó với phong trào cách mạng Cẩm An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng các đồng chí được cấp trên tăng cường cùng K4 tham gia giải phóng xã Cẩm An tháng 3 năm 1975. K4 là mật danh được Thị ủy Hội An đặt tên cho đội công tác cách mạng xã Cẩm An thời kỳ 1969-1975. Có bề dày lịch sử vẻ vang, truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất, góp phần làm nên danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng và Nhà nước đã phong tặng cho nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm An. Sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, các đồng chí trong đội công tác K4 đã không quản gian khó hy sinh, nêu cao sức chiến đấu, tiếp tục đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm cùng với địa phương để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, từng bước xây dựng và phát triển quê hương. Đến nay, bộ mặt đô thị, nông thôn, hải đảo, Cửa Đại, Cẩm An và Tân Hiệp đã có nhiều đổi thay khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Tinh thần chiến đấu hy sinh, những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong đội công tác K4 mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, tiếp bước.